Xin chào các bạn, mình là Huyền Vi lớp 8B. Xin chào các bạn, mình là Minh Trang lớp 8E. Hôm nay thì chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một bản hòa tấu sáo trúc và đàn kỳ bà, bài thần thoại. Xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức. Thank you.